Hello, chào tất cả các bạn nha. Mình mới học về, mình rất là mệt. Mình có mua một, mình có ghé vô một tiệm cá là Anh Hoàng. Đây, thì mình hốt được những cá sim này do thằng bạn của mình nó chỉ. Mình hốt được. Còn đúng một con duy nhất nên là mình hốt luôn. Đây con Galaxy, nó ở nhà lá nữa rồi. Cưng cá này. Ôi trời, hai sim nha. Mình đây con cá sim rất to luôn cá sim này luôn. Bây giờ mình bye các bạn nhé.